Xin chào các bạn. Hôm nay video clip này mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Auto Cheat 1 iPhone. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần hướng dẫn các bạn cách tải cài đặt tải và đăng ký sử dụng thử Auto. Các bạn truy cập vào một trang web Auto bằng cách là vào địa chỉ là autoviral.com. Các bạn kéo xuống thì sẽ thấy đây là các sản phẩm Auto bên mình hiện tại đang cung cấp. Thì các bạn click vào biểu tượng của Auto Cheat 1 iPhone. Thì đây là trang giao diện trang web của Auto Cheat 1 iPhone. Thì trước khi đi vào phần hướng dẫn các bạn dùng thử thì mình sẽ chỉ các bạn các cài đặt cần thiết. Các bạn sẽ vào phần tải phần mềm. Bạn sẽ cần cài giả lập NOC 6.2.8.1. Thì đây là phiên bản giả lập NOC hoạt động với Auto. Các bạn lưu ý nha, nếu các bạn sử dụng phiên bản giả lập khác phiên bản này thì cần cài phiên bản này vào, vì Auto chỉ nhận mỗi một phiên bản này thôi. Các bạn sẽ cần cài hai gói cài đặt thêm, đó là .NET 4.5 và cái gói C cộng cộng Redistribute này. Thì các bạn sẽ cài thêm hai cái này khi và chỉ khi các bạn chạy cái Auto lên và bị báo lỗi ha. Thì mình có ghi chú ở đây, nếu các bạn gặp Win7 và bị vô lỗi thì cài cái này. Nếu các bạn chạy Auto lên và nó báo lỗi là thiếu cái file DLL thì các bạn sẽ cài cái này ha. Nếu các bạn không rành, không biết thì có thể cài luôn cả hai nha. Sau khi đảm bảo cài hai cái đó rồi thì các bạn có thể vào trong một hướng dẫn và hướng dẫn đăng ký dùng thử. Thì các bạn chỉ cần làm theo các bước này, thì trong cái bước này cũng đã hướng dẫn các bạn cài những cái gói thêm rồi, nên các bạn cứ làm theo từng bước này nha. Thì lưu ý là bước số 6 các bạn nhập email bản đăng ký. Thì lưu ý các bạn là các bạn nhập email này phải là email thật nha. Nếu các bạn nhập email ảo thì cho dù bên mình có duyệt cho bạn dùng thử thì các bạn cũng không thể dùng thử được. Lý do là các bạn sẽ không có hướng dẫn đi chạy ha. Nên nhắc lại là ở đây các bạn nhập email thật. Sau khi nhập email thật các bạn bấm đăng ký thì bên mình sẽ nhận được yêu cầu của các bạn. Tuy nhiên bên mình chỉ yêu cầu chỉ duyệt những yêu cầu nào khi và chỉ khi các bạn liên hệ với bên mình để báo email và báo mã đăng ký. Mã đăng ký lấy ở đây, bấm lấy mã đăng ký ha. Báo cho mình hai thứ đó qua Facebook ha. Qua Facebook hoặc là qua Zalo số điện thoại này nha. Thì sau khi bên mình nhận được cái hai cái thông tin đấy thì vào bên mình sẽ duyệt dùng thử cho các bạn. Và khi bên mình duyệt dùng thử cho các bạn thì các bạn sẽ nhận được một cái email hướng dẫn được gửi vào trong cái mail của bạn đã đăng ký. Thì lúc đó các bạn xem tiếp những hướng dẫn ở trong này và chạy tiếp cái Auto dùng thử lên. Rồi, đó là phần hướng dẫn các bạn dùng thử. Thì tiếp theo mình sẽ đi qua phần hướng dẫn các bạn sử dụng các tính năng của Auto. Đầu tiên sẽ là cái tính năng luyện công. Thì mặc định thì cái tính năng luyện công này đã được chỉnh sẵn khi mà các bạn tải Auto về chạy lên. Thì việc còn lại của các bạn chỉ là cài đặt tọa độ để các bạn train và cài đặt thêm một số những cái lặt vặt khác như là phần phù hoặc là phần mua máu mana. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ duyệt từng mục ha. Giờ mình duyệt từng mục để các bạn hiểu được những cái cài đặt này là như thế nào. Thứ nhất là về cái bản đồ luyện công. Thì mặc định khi Auto về thành, Auto đưa ặc quay trở lại bãi train, thì mặc định là Auto sẽ đi qua điểm cũ, tức là quay về điểm cũ từ Safu. Thì trong trường hợp nếu không quay về điểm cũ được thì Auto sẽ tiến hành qua map bằng những định cài đặt ở đây. Thì đây là nơi đã qua, nơi map đã qua 123. Thì này là tương ứng với lại vị trí các map đã đi qua 123 ở phần Safu ha. Các bạn vào Safu thì bạn sẽ thấy những nơi đã qua. Rồi, đối với những bạn sử dụng thần hành phù thì ở đây có những cái cài đặt cho các bạn tương ứng với lại
tùy theo các bạn muốn train map gì, map mấy ít và map chỗ nào thì các bạn hãy chọn vị trí tương ứng. Rồi cái tiếp theo phần này chờ 5 giây quay lại, tức là khi mà ặc của bạn quay về thành, giống như bị đánh chết về thành hoặc là bị phụ về thành, thì nó sẽ chờ 5 giây sau nó mới quay lại. Thì cái này dùng để các bạn tránh trường hợp là bị BK phá bẫy, tức là bị cô người ta cố tình phá bẫy, thì các bạn có thể chờ 1 2 phút để cho người ta bỏ đi, tức là người ta tưởng các bạn về thành ôm rương luôn rồi, người ta bỏ đi thì sau đó ặc mới quay lại. Phần này là phần thời gian mà dọn sữa rương. Thì cái dọn sữa rương sẽ hoạt động theo cơ chế, theo hai cơ chế. Một là khi mà nó về thành nó sẽ dọn sữa rương. Hai là thời gian giãn cách, nó sẽ dọn sữa theo thời gian. Tức là bây giờ nó sữa rương và nó dọn và nó sữa. Sau đó 50 phút sau, ở đây mình đang cài 50 ha. Thì 50 phút sau thì nó sẽ dọn sữa một lần nữa, và 50 phút nữa thì lại dọn sữa một lần nữa ha. Rồi tiếp theo sẽ là cái mục đánh với ngựa, thì phần này dễ rồi ha. Còn những hạt nào, những phái nào mà dùng kỹ năng với ngựa thì các bạn phải tích vào phần này để cho nó xuống ngựa. Còn một cách khác nữa là các bạn có thể là gỡ luôn con ngựa của nhân vật luôn luôn, thì đảm bảo là nó đánh lúc nào nó cũng có với ngựa. Tuy nhiên thì nếu cách đó thì mình không khuyến khích các bạn, tại vì nếu mà các bạn gỡ ngựa ra luôn thì khi mà di chuyển ra ngoài bãi thì rất dễ bị quái đánh. Một bút tân thủ này thì có lẽ là hiện tại thì chắc cũng không cần sử dụng nữa, chỉ những bạn nào mà chơi mới, cài đặt mới thì mới sử dụng thôi. Thì cái này chỉ level dưới 30 mới sử dụng được. Tử vong 3 lần thoát game, thì cái này mục đích cái này thì đúng theo cái ý nghĩa của nó, là khi ặc của bạn tử vong 3 lần liên tiếp nó sẽ thoát game, tức là tử vong lần 1, lần 2, lần 3 sẽ thoát game. Còn thí dụ mà tử vong lần 1, tử vong lần 2 rồi về phù rồi tử vong lần 3 thì nó không thoát nha, tức là ba tử vong 3 lần liên tiếp nó mới thoát. Thì mục đích của cái này là lý do là game này nó có hiện tượng lag, thực sự là còn khá là nhiều lỗi, rất nhiều lỗi. Thì trong đó có một cái lỗi liên quan đến việc là sử dụng thổ địa phù multi shot, tức là phù các bạn đã trang bị sẵn nhưng mà các bạn bấm để sử dụng phù về thành thì nó không ăn, nó không sử dụng được. Cho dù là các bạn mở rương lên các bạn bấm dùng trực tiếp nó cũng không về luôn, thì đấy nó bị các bạn đã bị lắc phù rồi. Thì gặp tình huống đó thì chắc chắn nếu của bạn bị BK hoặc là bị quái đánh hết máu thì chắc chắn sẽ chết, không tài nào phục về được. Và cái lỗi đó chỉ fix được bằng cách là thoát game ra vào lại game thì nó mới hết. Thì đây đấy là cái lý do mà mình ra tính năng này, để đảm bảo rằng nếu các bạn xui rơi vào tình huống nó bị lắc phù như vậy thì nó bị chết 3 lần liên tiếp, nó sẽ tự động thoát game ra để tránh cái việc là cả đêm nó bị chết liên tục ha. Ok, thì về cái phòng phù này thì sẽ có khá nhiều chuyện để nói. Thì đầu tiên thì mình sẽ đề cập đến trường hợp là các bạn sử dụng phù mua trong trân bảo, tức là phù xài 1.000 lần. Thì nếu các bạn sử dụng phù xài 1.000 lần thì các bạn cần phải tắt tính năng phù trong game đi, hoặc là các bạn sẽ đặt cái mức phù ở dưới cái mức máu mà các bạn cài ở auto ngoài. Mình sẽ tìm cái bài đây. Ví dụ mấy các bạn mà nhân vật của bạn có 2.000 máu và các bạn set cái auto ngoài là ở mức nhỏ hơn 50% thì nó sẽ phù, tức là ở dưới mức 1.000 máu sẽ phù ha. Thì lúc đó các bạn sẽ cài đặt cái bức phù ở trong game ở mức là có hai tình huống cho bạn chọn. Một là bạn tắt bằng không luôn đó, thì tính năng phù nó sẽ giao lại cho auto ngoài. Còn trường hợp thứ hai
là các bạn có thể đặt cái mức máu qua ở mức khoảng 700 800, tức là dưới mức 1.000, để cho auto ngoài sẽ phù trước, sau đó auto trong game sẽ phù sau. À, thì khi đấy tính năng lượng công nó sẽ hoạt động mượt mà nha, các bạn lưu ý giúp mình. Còn đối với trường hợp mà các bạn sử dụng phù mua trong tạp hóa thì các bạn cứ việc xài vô tư. Các bạn có thể bật phù ở mức 30 năm trên 30 hay 50% ở ngoài cũng được, bật cũng được mà không cũng được. Đấy. Thì khi đó cái tính năng phù chính nó sẽ do tính năng do cái cơ chế phù trong game nó đảm nhận. À, do đó bật hay không bật ở ngoài đều không sao. Về phần còn lại về tính năng phù là phù khi hết bình máu và mana, thì đơn giản là khi hết bình máu hoặc mana thì nó sẽ phù về thế thôi ha. Một cái mục tiếp theo là quay về tọa độ trên, phần này thì mình hay gọi là tính năng giữ vị trí. Thì tính năng này nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế là khi mà thứ nhất là khi mà các bạn đứng im, không di chuyển, tức là không đánh quái, không di chuyển gì hết, đứng im đấy thì tự động auto sẽ kích hoạt cái tính năng này lên để đưa các acc của bạn trở về vị trí trên. Vị trí trên là vị trí nào? Vị trí trên là vị trí đây cuối cùng trong danh sách tọa độ của bạn ha. Vị trí dạng nhập đây, vị trí y này nè, cái loại loại y này nè, đó là vị trí loại y cuối cùng trong danh sách tọa độ của bạn, nó sẽ quả trở về vị trí đấy để nó tiếp tục đánh quái. Tương tự vậy nhưng mà cơ chế thì khác, là khi mà các bạn ngoài tầm buff của Ngami, tức là ví dụ trong PT của bạn có Ngami buff mộng đẹp, thì khi mà các bạn rời xa khỏi Ngami không nhận được buff nữa thì auto sẽ kích hoạt để các bạn quay lại trở về cái bên Ngami. Thì về cái phần tính năng giữ vị trí, tính năng trên quan điểm này thì mình có hẳn một cái clip hướng dẫn riêng dành cho các bạn. Thì không, nhân tiện lúc này thì mình sẽ nhắc sơ lại cái việc đấy, tại vì nếu các bạn sử dụng cái tính năng này không đúng thì nó sẽ chạy không đúng mong muốn của bạn và sẽ gặp những tình huống mà dẫn đến các bạn hay dùng cái từ là chạy điên á. Nhiều bạn hay PM với mình hỏi tại sao ặc nó hay bị chạy điên trên map, thì mình xin trả lời rằng là ặc của bạn sẽ bị chạy điên trên map khi và có chỉ khi các bạn cài đặt không đúng. Không đúng cái gì? Thì trong đó cái không đúng cái tính năng trên quan điểm này nè là một trong những cái không đúng đó. Thì các bạn lên xem cái clip này, chia sẻ mình sẽ miêu tả chi tiết hơn về cái việc về cái tính năng trên quan điểm đó ha. Thì ở đây mình sẽ nhắc lại đơn giản về cái đó là đối với những ngập mà các bạn cho ôm quái đứng một chỗ không di chuyển gì hết thì các bạn sẽ không bật cái phần, là các bạn sẽ không bật phần này, các bạn cần phải tắt cái phần này lên đi ha. Đây mình có một cái bài hướng dẫn nói về phần đó luôn. Đây hướng dẫn ngủ độc và đứng nghiêm âm bãi nè ha. Thì một trong những điều kiện đó là bắt buộc là phải tắt cái phần quay về tọa độ trên này khi mà đứng nghiêm không di chuyển, và tắt luôn cái ngoài tầm bắn Ngami lên luôn ha. Rồi nếu trong team của bạn trong PT không có Ngami thì cũng tắt luôn phần này cho mình, tại vì nếu các bạn trong PT của bạn không có Ngami mà các bạn bắt bật phần này lên thì nó sẽ chạy điên, tại đi nó sẽ đi kiếm Ngami, thì đúng chắc là dùng cái từ là chạy điên ha. Rồi đó là về cái tính năng giữ vị trí trong quan điểm. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về cái phần tổ đội, tính năng tổ đội. Đây nó có hai cơ chế, một là tự động mời, hai là tự động gia nhập. Thì khi mà các bạn acc của bạn là chủ PT thì các bạn sẽ chọn chế độ tự động mời. À, còn nếu mà thành viên thì chọn chế độ là tự động gia nhập.
thì khi mà nó quay lại bãi nó train á, nó sẽ kích hoạt cái tính năng tổ đội lên, và lúc đó nó sẽ mời đội mời những cái thành viên xung quanh vào đội của nó. Tính năng còn lại của tính năng tổ đội chính là chờ đồng đội ra mắt. Cái này có nghĩa là khi ặc của bạn về thành, mình giả dụ bạn mình ở đây mình có bốn bạn chơi trên VT với nhau, thì vì một lý do nào đó cả bốn ặc này đều phải về thành âm rương cùng một lúc, tức là có thể bị phá bãi bởi VK hoặc gặp bot, bất kỳ lý do này, bất kỳ lý do gì thì nó về thành. Thì khi mà nó về thành rồi á, thì nếu như bạn có kích hoạt tính năng này lên, chờ rồi bỏ ra map lên, thì nó sẽ các ặc nó sẽ về thành, nó sẽ chuẩn bị, nó mua phù, mua máu, mua mana, chuẩn bị hết, nó cất tiền hết tất cả mọi thứ, sau đó nó chờ chờ khi nào mà cả bốn ặc đó đều chuẩn bị xong hết, và sau đó nó sẽ đồng loạt ra map một lượt. Việc này để tránh tình trạng là ặc của bạn ra lẻ tẻ và bị quái đánh chết hoặc là bị bot đánh chết ha. Nó tính năng nó là như vậy. Rồi phần rút tiền, rút tiền thì mình phần phần này thì mục đích là để cho các bạn trên đêm thì sẽ có thể tự vào thủ khố tự rút tiền để lấy tiền đó mua máu và mana. Nếu các bạn không muốn nó rút tiền, tức là không muốn nó đụng tới tiền trong khối của bạn, thì các bạn có thể tắt đi. Đấy, tắt đi. Thì khi tắt đi thì các bạn sẽ xóa luôn hai tọa độ này luôn, các bạn đặt về không không hết. Đây, thì nó sẽ bỏ qua cái việc rút tiền và gửi tiền. Rồi, trường hợp các bạn cần thì các bạn sẽ cần phải bật tính năng này lên. Thứ hai nữa là quan trọng hơn là cái tọa độ rương. Tọa độ rương này các bạn lấy như thế nào? Thì tọa độ rương này thì các bạn sẽ cần phải cho ạc chạy đến cái bên thủ khố. Mục đích là cái tọa độ các bạn sẽ nhập cái tọa độ, làm sao mà khi ạc nó nhập tọa độ đó vào và nó chạy đến thì nó sẽ đứng gần cái bên thủ khố và nó không che thủ khố nha. Không che cái rương nha. Lưu ý. Thì nếu các bạn làm đúng như vậy, tọa độ hợp lý và đến gần và không che thủ khố, thì ô tô sẽ tự động tìm về thủ khố và tự động nó rút tiền. Rút tiền sau khi mà rút tiền mua máu, mua mana, sửa đồ này kia xong, và thì nó sẽ tự động gửi toàn bộ tiền vào trong rương ha, nó sẽ gửi toàn bộ luôn. Trường hợp nếu các bạn để không không như vậy thì nó sẽ không gửi ha. Đối với những bạn mà không muốn động tới thủ khố, không muốn rút tiền cũng không muốn gửi tiền, thì cứ tắt đi, đặt không không thì auto sẽ bỏ qua bước rút tiền và bỏ luôn cái bước gửi tiền luôn. Rồi phần tiếp theo trong cái phần luyện công này chính là cái danh sách tọa độ, một cái cài đặt tương đối là cần các bạn lưu tâm. Thì như nãy mình có nói với các bạn là auto này mặc định khi các bạn chạy lên thì hầu như cái tính năng đã được cài đặt sẵn, tức là có nghĩa là các bạn có thể cài hay không cài thì nó vẫn sẽ chạy. Tuy nhiên cái phần tọa độ này là các bạn phải cài ha, những phần khác nó có thể chạy sẵn, nó có thể cài sẵn, nhưng phần tọa độ này các bạn phải cài. Thì các bạn cài ở đây, mình có một cái clip hướng dẫn sâu về phần tọa độ này, thì các bạn vui lòng xem giúp mình ở trên trên Facebook, hoặc là các bạn vào thông tin nè, một hướng dẫn tính năng nè. Rồi đây, một hướng dẫn tính năng này là hướng dẫn tất cả những cái tính năng, những cái gì và những cái lưu ý này kia đồ là mình trên này mình đều có hết trên này ha. Hướng dẫn tọa độ liên công đây, cái clip này các bạn xem clip này giùm mình. Mình chỉ nhắc lại một vài thứ ở đây thôi ha. Thứ nhất là tọa độ điện công nó sẽ có hai dạng, một là dạng đập, dạng nhập, và hai là ấy là xin lỗi, có hai dạng, một là dạng thêm, hai là dạng đập. Dạng thêm thì các bạn sẽ có đây là phân loại là dạng y là input à, dạng còn dạng đập thì nó sẽ là c click đây. Thì để làm được cái danh sách tọa độ này thì các bạn cần phải kết hợp hai
hai cái tọa độ đọc và thêm đấy cho nó các bạn kết hợp cho nó chuẩn thì nó sẽ quay lại luyện công chuẩn. Nếu các bạn làm danh sách này sai thì nó sẽ chạy đi nha. Và lưu ý của bạn là danh sách này là danh sách tọa độ để khi mà không thể trở về địa điểm cũ được, nó đi qua điểm đó, qua 1 2 3 này nè, nó quay lên map thì từ cái điểm quay lên đó nó chạy đến chỗ nó trên, nó sử dụng danh sách tọa độ này nha. Nên danh sách tọa độ này là danh sách để chạy đến tọa độ trên chứ không phải là danh sách mà nó đánh đánh quái. Nhớ nha, nó sẽ đánh quái quan điểm tại cái tọa độ cuối cùng. Rồi một cái lưu ý cuối cùng với bạn là khi mà lập danh sách tọa độ này thì các bạn cần phải có một cái tọa độ dạng nhập ở cuối cùng hoặc là cái cuối, ở cuối cùng hoặc cái cuối để cho nó biết, để auto nó biết là trên ở đâu, giống như ở đây cái hướng dẫn đây, giống như ở cái hướng dẫn mà cho đứng một điểm để mà rút độc quái. Thì trong hướng dẫn này mình cũng có một cái tọa độ dạng nhập 205 202 và sau đó là cái tọa độ dạng độc. Cần hai tọa độ này là lý do là cái tọa độ trong game á, nó là cái vùng, nó là một cái vùng tương đối rộng, nên khi bạn đứng một chỗ bạn đọc tọa độ, bạn nhập tọa độ đó vào trong game, bạn bấm đến thì nó sẽ đến một cái điểm khác trong cái vùng, ô vuông đó ha, trong cái vùng ô vuông đó, chứ nó không phải là một điểm chính xác tại chỗ bạn đang đứng. Chính vì lý do đó nó sinh ra thêm tọa độ dạng độc để các bạn di chuyển đến chính xác chỗ của bạn cần đứng ha. Thì về vấn đề này thì mình có miêu tả chi tiết, rất chi tiết trong cái clip hướng dẫn lập danh sách tọa độ, các bạn xem clip đó giùm mình. Mình quay lại với tính năng luyện công. Phần phần còn lại của tính năng luyện công sẽ là phần đầu tiên sẽ là phần mua thuốc. Thì như lúc nãy mình có đề cập với các bạn về vấn đề mà phù khi mà hết máu mana, thì các bạn khi mà muốn mà về thành muốn tự mua thuốc và tự trang bị thuốc thì các bạn sẽ cần cài đặt ở đây. Thì các bạn chọn mua thuốc gì và số lượng bao nhiêu thì về thành nó sẽ tự động nó mua ha. Lưu ý nếu có tự bật phù khi hết máu mana thì phải cài đặt số lượng mua ở đây nha. Thì đó là phần mua máu và mana, auto sẽ tự trang bị. Thì nói thêm về phần phù thì nhiều bạn, tại vì nhiều bạn thắc mắc mình là tại sao không thấy cái chỗ mà cài đặt để nó mua phù, thì cái phần phù đấy là phần mặc định auto nó sẽ mua. Nếu các bạn xài phù 1.000 lần auto sẽ không mua, nếu các bạn xài phù mua shop nó sẽ mua. Và tính năng đó là mặc định, tự auto nó biết, tự auto nó mua, các bạn không cần cài đặt gì cả nha, lưu ý. Rồi tiếp theo là phần tự búp skill. Phần này khá hay. Thứ nhất, búp skill này các bạn cho phép các bạn sử dụng để kích hoạt những cái skill búp chủ động như là búp trấn phái nè, búp những skill hỗ trợ như, trấn phái của Võ Đang, rồi thiết ẩn của Thúy Yên ha. Thì đối với những skill hỗ trợ chủ động đó, các bạn đặt vào ô số 3 số 4 như mình, hai ô này. Đây là hai ô skill hỗ trợ chủ động, nó khác gì so với những ô còn lại. Hai ô ở số 3 số 4 này sẽ được kích hoạt, được búp, hai skill này sẽ được búp khi mà quay trở lại bãi trên. Ví dụ các bạn về thù phù về thành, sau đó nó quay lại bãi trên, thì khi mà nó vừa quay lại, nó vừa trở về điểm cũ, quay lại bãi trên thì auto sẽ lập tức búp hai skill đó để tránh tình trạng các bạn bị độc tử do quái đánh ha. Đó là một điểm mới so với lại cái auto các phiên bản trước.
Còn đối với những skill còn lại, skill 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 này thì skill nó chỉ buff theo thời gian sau khi ập, nó quay lại bãi trên thôi nha. Đó là sự khác biệt nha, bạn lưu ý cho mình. Thì cách cài đặt thì các bạn chỉ đặt thời gian, ở đây là mili giây nha, nên các bạn ví dụ muốn đánh là 5 giây đánh một lần thì các bạn sẽ đánh 5.000 ha. 5 giây là 5 nhân cho 1.000 sẽ là 5.000, tại vì nó theo đơn vị mili giây nha. Rồi các bạn bật cái tự buff skill lại lên là xong ha, các bạn thấy ha, lock buff skill nè. Rồi phần cuối cùng của phần luyện công là cái phần sử dụng các bình hỗ trợ như là tiên thổ lộ, quế hoa tủ. Thì cách sử dụng nó thì khá là đơn giản, các bạn đặt cái món các bạn sử dụng cần sử dụng vào trong cái ô dùng nhanh. Thì ở đây thì các bạn tùy theo các bạn muốn đặt ô máy thì các bạn nhập ở đây số tương ứng, sau đó các bạn đặt đặt thời gian, thường thì là 60, mỗi loại dùng 60 phút một bình, thì các bạn đặt 60 và bạn bật lại lên. Thì khi các bạn bật lên thì auto nó sẽ sử dụng cái bình đấy và nó bắt đầu nó ghi nhớ lại, à bạn sử dụng bình này vào cái thời điểm là ví dụ 5 giờ chiều, 5 giờ 16 phút chiều đó. Thì 60 phút sau, tức là 6 giờ 16 phút chiều, nó sẽ tiếp tục sử dụng một bình nữa, và 1 tiếng sau nữa lại dùng một bình nữa đó, tương ứng với thời gian mình cài. Nên lưu ý giùm mình nha, ở đây lưu ý giùm mình ở chỗ là khi click vào đây nó sẽ dùng một lần và nó ghi nhớ lại nha, nên các bạn không không cần ăn thủ công, click vào để auto nó ăn và nó ghi nhớ thời gian để nó tiếp tục nó ăn những lần sau. Rồi phần cuối cùng trong cái phần này, cái phần phần luyện công này là cái phần dọn rương. Thì dọn rương này cơ chế là ở đây có danh sách 60 ô trong hành trang, thì những ô nào các bạn không cần dọn thì các bạn trả nó về dạng đen như vậy bình thường, còn ô nào các bạn cần dọn thì các bạn sẽ click đỏ lên, đỏ là đỏ lên, đỏ 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 lên, cần dọn hết thì bấm dọn hết ha. Sau đó các bạn sẽ cài đặt những cái lọc đồ bên này. Thì ở đây giữ trang bị xanh thì hai dòng hiện, hai dòng hiện này có nghĩa là nếu trang bị của bạn có hai dòng hiện trở lên thì nó sẽ giữ lại, tức là à trang bị bạn có thể là có 3 dòng thì nó giữ lại, 4 dòng giữ lại, hơn nữa thì giữ lại ha, nhớ nha, đây là dòng hiện nha, dòng xanh hiện. Lọc trang sức thì giữ trang sức, thì cũng trang bị trang sức nó sẽ giữ lại. Rồi lọc theo thuộc tính thì có những thuộc tính này sẽ giữ lại rồi ha. Khi các bạn chỉ cần bật phần dọn rương này lên, bật dọn rương này lên là ok. Khi nó sẽ dọn theo cái thời gian này, 50 phút một lần, 60 phút một lần, hoặc là khi mà về thành thì dọn lần. Rồi ok, đây là về phần hướng dẫn của tất cả những cái tính năng nằm trong nhóm luyện công. Thì các bạn xem kỹ phần này. Thì phần này thì lưu ý nhắc lại một lần nữa, nhắc lại lần thứ ba, lưu ý là những cái đặt phần này đều được cài sẵn, nên hầu như các bạn chỉ cần cài đặt thêm về phần tọa độ là auto có thể chạy ha, là có thể chạy rồi. Còn chạy nâng cao nữa thì các bạn sẽ cần chỉnh thêm, thì cái đó thì tùy mỗi người, nhưng mà về cơ bản là có cái danh sách tọa độ này là chạy được rồi ha. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn phần buôn bán này dành cho các bạn treo shop. Thì phần bài bán này cũng khá đơn giản, thì các bạn muốn bán phần nào thì các bạn đặt ô giá đấy, đặt ô đấy với cái giá của bạn mong muốn. Giá ở đây tính bằng giá vạn, bạn muốn bán 100 vạn thì nhập số 100 vào như mình, còn ô nào không muốn bán thì nhập không. Còn ví dụ muốn bán đồng giá hết 20 vạn, giống như invent bán 20 vạn thì ghi vào đồng giá xong rồi đặt giá à, thì tất cả ô sẽ nhận giá để đặt nhanh cho các bạn ha, lấy hết. Các bạn đặt lời mời thì lời mời lưu ý là tiếng Việt không dấu nha, rồi thì cứ cần click ngồi bán lên. Thì lưu ý là khi click ngồi bán, khi mà click vào ngồi bán thì auto nó sẽ tự động cho ạt bán, thì do đó các bạn cần phải ở trong thành sẵn nha. Thì trong trường hợp mà của bạn ai trong trường hợp mà mất mạng thì có mạng lại thì auto sẽ tiếp tục cho bài bán tiếp tục nhá, do
nên các bạn cứ an tâm ha. Thì kèm với lỡ bài bán sẽ là cái phần ra vặt. Thì phần ra vặt này các bạn lưu ý là nội dung này cũng nhập tiếng Việt không dấu nha. Đặt thời gian thì thời gian đừng quá nhanh, các bạn đặt 2-3 phút ra một lần đi. Sau đó các bạn bật cái nút bật lên, check vào đây để cho nó ra ha. Thì mình chỉ rồi phần này chỉ mình lưu ý các bạn về thời gian thôi nha, tại vì thời gian nhanh quá thì thứ nhất là nó sẽ chiếm kênh thế giới, nó gây phiền. Thứ hai nữa là rau spam quá thì rất dễ bị admin iPhone ghim ha. Còn chuyện họ làm gì thì cái đấy thì hên xui. Rồi phần phần login này thì các bạn chỉ cần nhập đúng thông tin như tài khoản, mật khẩu rồi chọn máy chủ. Nhân vật thì game này thì mỗi tài khoản được tạo tối đa 3 nhân vật, thì tương ứng là nhân vật trái, giữa, phải. Thì nếu các bạn chỉ có một nhân vật thì các bạn có để mặc định. Nếu các bạn có hai nhân vật thì các bạn chọn trái hay giữa, hai trái hay phải. Còn nếu các bạn có ba nhân vật thì các bạn chọn nhân vật trái, giữa hay phải. Thế thôi. Mà thường thì game này người ta chỉ tạo một một nhân vật thôi, tại vì không thể nào chơi một tài khoản không thể nào đăng nhập cùng một lúc cũng được ha? Nên ít ai chạy 2-3 nhân vật lắm, trừ khi nào là nhân vật rác thôi. Rồi phần thông báo thì phần này cũng khá là đơn giản, thì nhiệm vụ chính của nó là sẽ gửi thông báo cho các bạn khi mà có sự kiện xảy ra, gửi bằng âm thanh, gửi bằng thông báo trên màn hình hoặc gửi bằng SMS. Thì một ứng dụng khá hay của phần này mà hiện tại mình đang ghi nhận là đang được các bạn sử dụng, đó là thông báo khi mà phù thành. Lý do là khi ạc của bạn cắm trend, cắm treo, cài tiền và ạc nó gặp bot thì nó sẽ bị phù thành, nó sẽ không đánh lại, nó bị phù thành. Và khi các bạn nhận được tin báo SMS thì bạn lập tức vào và các bạn unbot. Đây là tính năng hiện tại đang được khai thác khá nhiều, khá hay ha. Thì về cơ bản thì chỉ cần bật lên rồi nhập số điện thoại lên thì sẽ tự động gửi SMS đến trên cái đến điện thoại cho các bạn. Rồi cuối cùng là cái phần thống kê này, thống kê để cho các bạn biết thôi ha. Rồi đến đây là coi như kết thúc những tính năng chính của Auto, thì mình sẽ đi qua rìa những cái tính năng phụ cho các bạn để các bạn biết cách sử dụng cái Auto này và sử dụng nhuần nhuyễn. Trước hết là trong phần menu tùy chọn cài đặt chung, thì phần này thì các bạn có thể chỉnh được cái phần thời gian quét này để các bạn giảm lag cho máy. Ví dụ các bạn chạy nặng máy quá thì bạn tăng lên 1.000 như mình, 1.500, nhưng mà lưu ý các bạn là con số này không nên quá cao, tại quá cao thì nó sẽ chạy không cần đúng nữa. Nên trường hợp các bạn chơi nhiều game như mình thì mình chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, chơi Smurf và chơi CS iPhone, chơi cùng một lượt luôn, một lúc luôn. Do đó để tránh cái việc phiền hà khi mà auto game này nhận lập của game khác vào thì làm gây bạn gây rối trong việc quản lý rồi sử dụng. Do đó các bạn có thể sử dụng cái tính năng này, nhập cái tên này vô thì là auto sẽ chỉ nhận những cái giả lập chứa cái tên iPhone này thôi ha. Hoặc là nhập những ký tự nào mà nó không muốn nhận, không muốn auto nhận thì nó sẽ không nhận. Rồi đó là phần cài đặt chung. Phần cập nhật thì phần này thì chỉ dùng để cập nhật lại auto thôi. Rồi phần tải dữ liệu, ẩn ẩn thì ẩn cái mà giao diện auto. Thông tin thì vô thông tin các bạn sẽ có được cái bản quyền, thông tin bản quyền, thông tin tác giả, rồi những cái hướng dẫn. Thì đặc biệt là lưu ý các bạn là một hướng dẫn này, tất cả những cái gì các bạn không biết đều sẽ nằm ở trong đây. Thì trong phần tính năng hoặc là hướng dẫn khác sẽ lên toàn bộ hướng dẫn lại. Hỗ trợ khi các bạn cần hỗ trợ thì cứ vào thông tin phần hỗ trợ, nó sẽ load ra cái trang Facebook của ô tô, từ đó các bạn sẽ PM cho bên mình và mình sẽ hỗ trợ các bạn. Sản phẩm khác thì đây là tất cả những sản phẩm hiện tại bên mình đang cung cấp nha. Rồi
Đây là phần trên đây. Cái dấu cộng này dùng để mở cửa sổ giả lập khi mà các bạn cần mở nhanh cửa sổ thì bấm vào đây. Và mình cũng khuyên, sợ là mình khuyên các bạn nên mở cửa sổ game bằng cái này để cho nó chuẩn cái cấu hình. Nè, tạm dừng, đây là để ẩn cửa sổ game, ẩn hết, ẩn toàn bộ. Rồi, cái này để mở cái thư mục ô tô nó nhanh lên. Cái này dọn rác trong thư mục ô tô. Đây là tắt toàn bộ cái giả lập đang chạy. Rồi. Đây, cái này khá hay là ở cái chế độ giám sát. Rồi, mình sẽ thử cái chế độ giám sát các bạn xem. Đây. Cái chế độ giám sát thì các bạn sẽ xem được rất nhiều màn hình game ở trên này. Trường hợp các bạn là dân cày tiền chuyên nghiệp thì máy các bạn có thể chạy được 30 40 nóc, thậm chí là hơn nữa. Ha, thì các bạn sẽ tiện trong việc theo dõi các giao diện ở đây. Thì ở đây mình không hiện to màn hình game lên thì có lý do của mình. Mục đích chính là hạn chế cái việc show ra cái tên nhân vật của mình. Thì các bạn như cái bài lưu ý của mình đã đề cập trên Facebook thì các bạn đây. Những cái lưu ý mà đây, quan trọng là phần này ha. Thì theo trên phần lưu ý này mình cũng nói khá rõ rồi. Thì mình đây cái phần lưu ý này các bạn cần phải thực hiện và lưu ý nha. Và một cái lý do nữa là cái tình trạng mất đồ khi mà server bảo trì kia rồi. Thì mình không quy kết cho bên nào hết, nhưng mà hiện tại cái vấn đề đó là khá là phổ biến và không tìm được nguyên nhân. Bên đây phần không tìm được nguyên nhân, do đó để bảo vệ bản chính bản thân mình, bảo vệ chính các bạn, thì mình khuyên các bạn là nên che tên tất cả nhân vật của bạn, che luôn hạn nếu có, và nếu như có post đồ lên mạng, lên Facebook thì nên che tên nhân vật đi để tránh tình trạng mất không hiểu lý do nha. Rồi, quay lại với tính năng monitor này thì cả phần cải tiến so với lại cái phiên bản trước đó là cho phép các bạn tương tác trực tiếp vào trong game từ cái màn hình giao diện này ha. Như mình ở đây mình có thể mở cái hành trang lên đây ha, đóng hành trang đi bạn, mình có thể giao tiếp trực tiếp với lại cái game. Rồi, phần này chính là thời gian tắt máy thôi ha, muốn tắt mấy giờ thì tích vào thôi. Night mode này là để các bạn treo đêm, nó sẽ hạ độ sáng màn hình xuống. Thứ nhất là đỡ tốn điện, thứ hai là tránh gây phiền hà ha. Và cái lưu ý với bạn là đối với game này thì đối với auto này bạn không tắt được màn hình. Do là khi tắt các bạn xin lỗi, do mà khi bạn tắt màn hình thì auto nó không hoạt động được. Do đó auto sẽ không cho các bạn tắt. Chính vì vậy cái night mode này được sinh ra để hỗ trợ các bạn cái vấn đề là giảm độ sáng, tiết kiệm điện rồi để các bạn treo đêm. Rồi, video clip này thì đến đây thì chắc có lẽ là xin kết thúc. Hẹn các bạn ở cái clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.